vẫn dịch, đang vẫn lúc, đang vẫn khó khăn, hàng hóa đang vẫn thiếu thốn nên tăng phí thì khó khăn là đúng rồi. Về vấn đề mà cái trạm thu phí mà để lạm dụng cái này cái kia mà tăng phí quá thì đôi khi cũng bức xúc cho người dân thật chứ không phải không. Bức xúc thì bây giờ như xe bọn tôi đi ra vô là mất gần 100.000, một đầu 40, hai đầu là ta 80. Nhiều ngày như vậy thì nó phải tăng nhiều thôi. Trong khi đó quản lý phí đường bộ bọn tôi có đóng hàng năm rồi. Mấy ông lợi dụng ra cái này tăng phí thì mất phí này nó như đế hồi trước á thì tôi thấy còn hợp lệ. Bây giờ là tăng thêm này nó tôi thấy cũng hơi khó chịu. Xe của em cập tải từ 4 luôn, đi 18, sau bắt đầu là 75.000, xong rồi bây giờ là vừa đầu là tăng tới 140.000 là gấp đầu rồi đó, bây giờ tới 200.000. Ví dụ như em muốn chở một chuyến hàng mà từ Đà Nẵng tới Lăng Cô á, lúc trước 75.000 thôi là chỉ có 7-80.000 thôi, bây giờ nó tăng lên tới 200.000 thì rõ ràng anh đi qua đi về đó mất 400.000 tiền phí rồi. Kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 5 vừa qua, trạm thu phí Bắc Hải Vân đặt ở thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế đã tăng phí dịch vụ đối với các xe qua hầm Hải Vân, nối từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng. Thấp nhất là từ 70.000 lên 110.000 một lượt và cao nhất là từ 240.000 lên 280.000 đồng một lượt, tùy vào tải trọng của từng loại xe. Việc tăng giá ngay giữa lúc Việt Nam và cả thế giới đã và đang chống chọi với đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, khiến không chỉ giới tài xế, doanh nghiệp mà hàng triệu người dân đều bị ảnh hưởng. Mấy tháng Covid không làm ăn gì được, bây giờ thu phí thu đồ lên tăng quá trời, cái gì cũng tăng. Bởi vì Covid này chạy đâu được bao nhiêu đâu. Nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ, bọn tôi kể cả thậm chí bọn tôi chạy lương cũng phải hạ mất lương để cho chủ có thu nhập. Mà bây giờ tăng nhiều thứ quá rồi chủ cũng thiệt thòi cho doanh nghiệp. Hầm Hải Vân hiện có hai hầm, gồm hầm cũ, hầm Hải Vân 1, dành cho các phương tiện từ Bắc vào Đà Nẵng, và hầm mới, hầm Hải Vân 2, dùng để phương tiện lưu thông ngược lại từ Đà Nẵng ra Bắc. Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đèo Cả, trong một trả lời với truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 vừa qua cho hay, các xe hiện nay có nhiều sự lựa chọn để lưu thông, không bắt buộc phải chọn trả phí qua hầm Hải Vân, mà có thể đi đường đèo, hoặc di chuyển cao tốc La Sơn, Túy Loan sắp đi vào vận hành. Tuy nhiên, trên thực tế, việc lựa chọn cũng không phải là điều dễ dàng cho cánh tài xế. Tránh thì có leo đèo Hải Vân thôi. Xe này thì leo đèo biết chừng nào cho tới. Né cũng không có né được, toàn đường cấm không mà sao né. Né thì gặp công an thanh tra thì đập lại cũng như nhau. Đèo Hải Vân anh, nhưng mà đi cái đường đèo thì nó rất là nguy hiểm đó, chặt là hẹp, nhưng mà xe quá khổ có thể thì nó đi lên cái đường đó. Mà đi đường đó, ví dụ như xe container đó, đôi khi nó qua một cái cua đó là nó phải hết một cái đường nó mới qua được, rất là nguy hiểm. Trước thông tin ngành giao thông vận tải sẽ bắt đầu tăng phí qua hầm Hải Vân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 24 tháng 4 đã gửi công văn kiến nghị dời thời gian tăng phí bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Nhưng Bộ Giao thông đã không có phản hồi. Còn phía tập đoàn Đèo Cả, chủ đầu tư công trình vẫn cho thu phí từ ngày 1 tháng 5 vừa qua. Trả lời truyền thông nhà nước, người đại diện tập đoàn cho hay, công ty không nhận được văn bản kiến nghị lùi thời gian của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Giao thông Vận tải. Bên cạnh đó, phía tập đoàn hiện cũng đang gặp áp lực tín dụng và việc điều chỉnh mức phí vừa nêu hoàn toàn nằm trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải. Một tài xế nhận định, dạ, quá, nói chung là nó quá cao rồi. Ví dụ như mà về lúc trước thì anh nói một ngày á biết bao nhiêu nghìn lượt xe đi qua, dạ, nhưng mà cước là nó rất là cao, nó hơn cả tiền xăng. Trước thực trạng vừa nêu, các bác tài bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng và nhà đầu tư điều chỉnh giá hợp lý. Nếu quay về cái lúc đầu, ví dụ như cái nhà đòn thì xe dưới 4 tấn thì 35.000, xe dưới tăng 4 tấn tới 8 tấn thì 70.000, hoặc là như đó thì em thấy nó hợp lý hơn. Nó giảm bớt thì giảm, càng tốt cho đây mà càng tăng. Bây giờ bên cục quản lý đường bộ nó tham khảo nhiều người để rồi đánh giá cái mức độ chung thế rồi cho doanh nghiệp của người ta có thu nhập, bây giờ làm như vậy căng quá. Trước đó vào cuối năm 2019, nhà đầu tư trạm thu phí Bắc Hải Vân đã tăng phí gần gấp đôi với lý do thu phí gộp cho cả hai đường hầm Phước Tượng và Phú Gia.
Việc tăng giá này đã vấp phải phản đối của nhiều tài xế lúc bấy giờ. Nhưng tình trạng tăng giá không thuyết phục vẫn cứ tiếp diễn. Họ lồn ra cái hầm, ví dụ như họ lồn ra cái hầm á, họ lồn ra cái hầm để an toàn cho người dân lưu thông mà. Bây giờ độc quyền mà, nó lái bao nhiêu nó lái. Thất nghiệp, đồ hàng quá đấy, ẩm như vậy đó. Bây giờ mình sống trong cái đất nước độc tài của mình, bây giờ đang anh. Đợt trước là lục trình tăng giá, các anh em cũng phản đấu đi qua, nó đem xe cẩu, xe đồ tới, nó đòi cẩu, đòi cưỡng chế mình mà làm răng, cái anh em cái nhỏ với lẻ là nó không thể mua lồn gì được.